không đánh nhau, không sử dụng tiền ngân, không cờ bạc, không điện thoại. Đấy. Thì được chính sách khoan hồng nhà nước và sớm được 1 năm thế thôi. Nói chung là môi trường tù nó cũng cũng hay, mà cũng có cái để mình trải nghiệm cho mình thay đổi bản thân này, biết yêu thương gia đình này, biết ai là người ai người tốt với mình này, và mình hiểu biết pháp luật nhiều hơn. Cũng đi tù có gì là xấu đâu, mình ở ngoài không may còn đi vụ khác còn có thể to hơn như thế cơ, đi mình làm bừa làm bãi nhiều nên là cũng không không tốt em ạ. Là ba ca hàng cho em nhá. Cảm ơn anh Jimmy rất nhiều. Anh Jimmy hôm nay tặng em chó mũ hơi nhiều anh ạ. Ai tặng em cái kính này em đeo này, đang bị đau mắt này. Oh, cảm ơn Jimmy. Anh Jimmy follow em nhá, lát em follow anh. Anh hơi hào phóng anh ạ. Bữa nào lên Sóc Sơn em uống rượu anh nhá. Cứ lên Thái Phù hỏi em thì ai không biết. Em có cái quán của ông anh em, quán Mai Sơn, quán cà phê với phở đá ngon lắm. Ngày nào em ăn đấy và cũng ngồi đấy mà. Chào ba các tiên xem. Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội. Đấy. Mọi người có nhu cầu đến với mình chỉ có chân tình, tình cảm thôi. Rượu bia thì mình không uống được nhiều đâu, nhưng mình uống được mãi. Ông Mão hết con nít rồi. Nhưng nhà ngoại tôi thì nhiều cây ăn quả, mít, bưởi, chuối, ăn thoải mái. À, ai tặng em con chó để hôm nay em làm thịt, mời cả nhà mình nhậu 3K, hai người xem mỗi người tặng em một bông hoa đi. Mới chơi cái này cũng không biết là nó như thế nào, có gì mọi người bảo mình nhá, mình chỉ biết lên thì mình like thôi. Cảm ơn Quang con ở Facebook đi cho đi gần không, mộ bố gần không? Đi luôn à? Ừ, 5 phút nữa được không? Chồng ăn đâu chỗ mít này á? Chồng mít này à? Tôi xin phép dừng livestream. Cảm ơn Đỗ Duy nhá. Anh không làm em ạ. Ăn nốt chỗ mít này nói chuyện mọi người tầm 5 phút nữa là tôi xin phép tắt livestream và tôi đi ra mộ bố tôi thắp hương. Mình thắp hương cho bố vợ mất mà. Mình thua nhà bố vợ mất là bố mình cũng mất. Con người ta mà nay sống mai chết thì không biết thế nào. Hay thì đến mình đón thôi, cũng như tù tội ấy. Không ai nói trước điều gì cả. Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng đi tù vài lần. Cảm ơn Huy nha. Uống bao nước lọc đá với cả ăn mít cho tỉnh rượu rồi. Say quá. Đúng không anh? Uống quá nhiều. Cảm ơn Dương nha. Đây là đi tù và chả có gì là xấu hổ mà ạ. Mình sai mình chịu thôi. Mình sai với gia đình mình có lỗi với gia đình thôi. Còn xã hội ai nghĩ sao kệ. Ai trân trọng, ai quý mình quý thôi. Cảm ơn Hình Dương nhá. Đi tù có khi mình tốt hơn đi bộ đội ấy. Đi tù mình rèn luyện được cũng nhiều cái ấy. Cũng hay. Ở ngoài bia rượu nhiều béo, uống ăn uống nhiều béo như béo bệnh mà. Nhiều bệnh là cái gì? Vào tù thì mình tập nó khỏe người, sức khỏe. Ăn uống điều độ. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho mình nhá. Ôi,
tối tôi lại like nhé mọi người nhé. Xin phép mọi người đi ra bộ bố tôi thắp hương cho bố thôi. Mọi người ăn hết cái ô mít này không phải ăn cơm nữa. Nó nói chung là ăn hoa quả rất là tốt mọi người ạ. Ngày xưa tôi lười ăn hoa quả lắm, sợ ăn hoa quả và ăn rau xanh, nhưng mà thực ra ăn cái rất là tốt. Mình ăn đồ dầu mỡ mới ăn thịt nhiều nó không tốt đâu, nó béo bệnh, hạn chế ăn những đồ thôi. Ăn hoa quả và ăn rau xanh mà có nhiều vitamin và protein, không béo, béo là mệt lắm. Xã hội giờ này nhìn thấy bạn bè tôi, các em, các cháu tôi ai cũng béo quay ạ. Ăn nhiều nó quên mồm mà không ăn cũng quên mồm. Tôi chào mọi người nhé, hẹn mọi người nhỏ rảnh tôi like lại nói chuyện nhá. Mọi người follow tôi đi, tôi tắt live stream. Follow là mọi người follow mình nhỉ, follow trên góc này mọi người. Đây là kênh TikTok duy nhất của mình. Mình chỉ có một duy nhất kênh TikTok này. Mọi người yêu quý mình follow đi. Có gì tối chúng mình nói chuyện với nhau.